Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Liên Hiệp Quốc yêu cầu ngừng bắn ở Gaza. Yemen cảnh báo các tàu ở Biển Đỏ tránh đi đến Israel. Tổng thống Ukraine bất ngờ tới Na Uy. Thiết giáp hàng hiếm của Nga bị bỏ lại gần Adipka Lực lượng Trung Quốc áp sát bờ biển Đài Loan để đe dọa cử tri trước cuộc bầu cử quan trọng. Ông Phạm Minh Chính nói, Việt Nam Trung Quốc trở thành cộng đồng có tương lai chung là một lựa chọn chiến lược. Ngũ Giấc Đài nói, Mỹ phối hợp với Bắc Kinh để sắp xếp việc đàm phán quân sự. Các nhà phân tích cảnh báo, hướng theo thang hàng hải gần đây giữa Trung Quốc Philippines có thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về địa ngục hủy diệt. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế tối ngày 13 tháng 12 của DKN. Mở đầu chương trình là tình hình về điểm nóng Trung Đông. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 12, Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza sau những cảnh báo nghiêm trọng từ các quan chức Liên Hiệp Quốc về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở Gaza. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, gồm 193 thành viên, đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn với 3 phần tư số quốc gia thành viên bỏ phiếu ủng hộ. Các nhà lãnh đạo Canada, Úc và New Zealand cho biết trong tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn, cái giá của việc đánh bại Hamas không thể là sự đau khổ liên tục của tất cả người dân Palestine. Chính quyền Palestine hoan nghênh nghị quyết này và kêu gọi các nước gây áp lực buộc Israel phải tuân thủ. Một quan chức Hamas lưu vong, Izad N. trong một tuyên bố trên mạng Telegram, đã lặp lại phản ứng đó, nói rằng Israel nên ngăn chặn hành vi gây hấn, diệt chủng và thanh lọc sắc tộc đối với người dân của chúng tôi. Mỹ và Israel vốn cho rằng lệnh ngừng bắn chỉ mang lại lợi ích cho Hamas đã bỏ phiếu chống lại biện pháp này cùng với 8 quốc gia khác. Ở một diễn biến khác Ngày 12 tháng 12, một quân chức cấp cao của lực lượng Houthi ở Yemen đã cảnh báo các tàu chở hàng ở Biển Đỏ tránh đi về phía Israel sau khi nhóm liên kết với Iran tuyên bố tấn công một tàu chở dầu thương mại trước đó trong ngày. Lực lượng Houthi trước đó cho biết họ đã dùng tên lửa tấn công một tàu chở dầu thương mại của Na Uy trong cuộc phản đối mới nhất phản đối việc Israel bắn phá Gaza, nhấn mạnh đến nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột làm dung chuyển Trung Đông. Mohamed Ali al Houthi, người đứng đầu Ủy ban Cách mạng tối cao Houthi, đã viết trên mạng xã hội X rằng ngoài việc tránh hướng tới Israel, các tàu đi qua Yemen nên bật radio và nhanh chóng phản ứng với các nỗ lực liên lạc của Houthi. Al Houthi cũng cảnh báo các tàu chở hàng không được làm giả danh tính hoặc treo cờ khác với quốc gia của chủ tàu chở hàng. Người phát ngôn quân đội Houthi Yehia Sari trước đó cũng cho biết trong một tuyên bố, nhóm liên kết với Iran đã tấn công tàu chở dầu Strinda vì tàu này đang vận chuyển dầu thô đến một nhà ga của Israel và sau khi thủy thủ đoàn phớt lờ mọi cảnh báo. Lực lượng Houthi đã lao vào cuộc xung đột Israel-Hamas, vốn đã lan rộng khắp khu vực, tấn công các tàu thuyền trên các tuyến đường vận chuyển quan trọng đồng thời bắn máy bay không người lái và tên lửa vào Israel, cách trụ sở của họ ở thủ đô Sana của Yemen hơn 1.000 dặm. Chuyển đến phần tin tức khác. Trong một tuyên bố, chính phủ Na Uy cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky đã bất ngờ đến Na Uy vào hôm nay ngày 13 tháng 12 để thảo luận về việc hỗ trợ quốc phòng. Tổng thống Ukraine và thủ tướng Jonas Garstøre sẽ tổ chức các cuộc họp về việc Na Uy tiếp tục hỗ trợ cho chính quyền Ukraine cùng với những vấn đề khác. Các nhà lãnh đạo từ Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland cũng sẽ gặp nhau tại Oslo vào ngày 13 tháng 12 để dự Hội nghị thượng đỉnh Bắc Âu. Thủ tướng Store cho biết trong một tuyên bố, Na Uy sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ chính mình. Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ lâu dài, có mục tiêu để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến vì tự do và dân chủ. Ông Store nói thêm, những nỗ lực của Ukraine cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ tự do và an ninh ở Na Uy. Liên quan đến giao tranh tại chiến trường Đông Âu thành viên lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của Ukraine ngày 11 tháng 12 đã đăng tải video khí tài của Nga bị hư hỏng và bỏ lại sau cuộc giao tranh ở khu vực làng Karasnohorivka gần tiền tuyến Abdiivka ở tỉnh Donetsk, trong đó có một thiết giáp chở quân BTR-90. Chiếc BTR-90 đã bị bung tháp pháo, song các bộ phận khác còn khá nguyên vẹn, có thể được sửa chữa và đưa trở lại chiến đấu. Không rõ lực lượng Nga sau đó có tìm cách thu hồi chiếc thiết giáp này hay không. BTR90 là mẫu thiết giáp chở quân đầu tiên được Nga phát triển sau thời kỳ chiến tranh lạnh với tham vọng đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2011. Tuy nhiên sau đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã từ chối đặt mua xe BTR90 trong bối cảnh Moscow vừa bắt đầu phát triển một mẫu xe thiết giáp chở quân mới và còn nhiều chiếc BTR đời cũ trong biên chế. Điều này khiến kế hoạch sản xuất hàng loạt BTR90 bị hủy bỏ và tổng cộng chỉ có khoảng 10 chiếc được chế tạo. Số thiết giáp hàng hiếm này sau đó được nghiêm cất trong kho của Viện Nghiên cứu Khoa học số 38 tại Kubinka, ngoại ô của thủ đô Moscow. Hình ảnh trên mạng xã hội hồi tháng 10 cho thấy ít nhất một chiếc BTR-90 đã được Nga rút khỏi kho và chuyển tới Ukraine để phục vụ chiến sự. Trước đó, Nga cũng đã rút hàng nghìn xe tăng đời cũ T-55, T-62 từ kho niêm cất và đưa tới chiến trường nhằm bổ sung lực lượng cho các đơn vị thiết giáp đã bị tổn thất nặng nề. Thiết giáp BTR-90 sử dụng bánh lốp, trọng lượng 22 tấn, được trang bị pháo tự động 2A42 30mm, súng phóng lựu AGS-17, súng máy PKT-7,62 ly và 4 tên lửa chống tăng dẫn đường ATGM Conquer. Đáy của xe có hình chữ V giúp làm lệch hướng các vụ nổ ở phía dưới và giảm thiệt hại từ mìn chống tăng. Kiếp lái có 3 người, gồm chỉ huy, pháo thủ và lái xe, có thể chở thêm 7 binh sĩ hoặc 7 tấn hàng. Xe có tầm hoạt động 800 km, được trang bị động cơ 510 mã lực, đạt tốc độ tối đa 100 km/h trên đất bằng và 12 km/h khi lội nước. Chuyển đến eo biển Đài Loan. Các quan chức an ninh Đài Loan cho biết, quân đội quốc đảo đã ngăn chặn lực lượng của Trung Quốc tiếp cận khu vực tiếp giáp nhạy cảm của hòn đảo vào tháng trước. Đài Loan coi đây là một chiến dịch rầm rộ của Trung Quốc nhằm đe dọa cử tri trước các cuộc bầu cử quan trọng. Các quan chức Đài Loan đã nhiều lần cảnh báo rằng Trung Quốc đang cố gắng lôi kéo cử tri về phía các ứng cử viên thân Bắc Kinh. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13 tháng 1 tới là sự lựa chọn giữa hòa bình và chiến tranh và kêu gọi người dân Đài Loan đưa ra lựa chọn đúng đắn. Các quan chức an ninh và nhà ngoại giao ở Đài Loan cho biết, Trung Quốc đã tăng cường các nhiệm vụ như vậy trước cuộc bầu cử ở Đài Loan khi chiến dịch tranh cử được đẩy mạnh. Theo nhiều quan chức an ninh Đài Loan, các lực lượng không quân và hải quân của Trung Quốc đã tổ chức 4 cuộc diễn tập phối hợp tiếp cận khu vực tiếp giáp của Đài Loan, cách bờ biển Đài Loan 44 km. Một quan chức giấu tên cho biết, các cuộc tập trận ở khu vực tiếp giáp đang mô phỏng một cuộc xâm nhập và kiểm tra phản ứng của quân đội Đài Loan nguồn tin cho biết thêm Đài Loan đã phái lực lượng tới xua đuổi quân đội Trung Quốc. Các quân chức còn cho biết, hoạt động của Trung Quốc trong tháng 11 còn bao gồm việc khinh khí cầu vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm của eo biển Đài Loan trong hai ngày liên tiếp, cũng như các tàu nghiên cứu biển tiếp cận gần khu vực tiếp giáp ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây của Đài Loan. Theo các nguồn tin, vào tháng 11, một tàu kéo thương mại của Trung Quốc đã đi vào lãnh hải phía nam Đài Loan. Quan chức này nói, thông qua các lực lượng quân sự và phi quân sự này, họ đã đưa ra tuyên bố rằng họ có thể làm điều gì đó với Đài Loan bất cứ lúc nào, trong khi vẫn tiếp tục gia tăng căng thẳng. Đó rõ ràng là chiến tranh tâm lý, họ đang truyền bá thông điệp, hòa bình và chiến tranh mỗi ngày. Một quan chức Đài Loan khác mô tả các cuộc diễn tập của Trung Quốc là một phần trong chiến dịch leo thang chiến tranh vùng sáng của Bắc Kinh nhằm làm suy yếu Đài Loan bằng các cuộc tập trận lặp đi lặp lại và đe dọa cử tri. Vị quan chức này nói thêm, nếu Đảng Dân Tiến tiếp tục nắm quyền, một cuộc chiến tranh với Trung Quốc có thể xảy ra. Phó Tổng thống Lại Thanh Đức và người đồng tranh cử tiêu mỹ cầm của Đảng Dân Tiến đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Trung Quốc coi họ là những kẻ ly khai và từ chối lời đề nghị đàm phán của ông Lại Thanh Đức. Chuyển đến phần tin tức khác. Ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam đã ca ngợi quyết định chiến lược trong việc tăng cường quan hệ và trở thành một phần của cộng đồng có tương lai chung. Khi chuyến thăm hai ngày của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào ngày cuối cùng, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 36 hiệp ước hợp tác sau nhiều tháng đàm phán về ngôn từ nhằm mô tả tốt nhất về mối quan hệ hai bên. Ông Tập nói với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 13 tháng 12 rằng hai bên tuyên bố thành lập một cộng đồng chiến lược Trung Quốc Việt Nam có tương lai chung để thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Trung Quốc Việt Nam. Trong cuộc gặp với ông Tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính gọi quyết định này là một cột mốc lịch sử quan trọng. Ông Chính nói thêm, việc trở thành một phần của cộng đồng có tương lai chung là một lựa chọn chiến lược. Trong một danh sách từ các cơ quan chức năng Việt Nam cho thấy, các hiệp định hợp tác bao gồm các khoản đầu tư vào liên kết đường sắt và an ninh cũng như ba hiệp định về viễn thông và hợp tác dữ liệu kỹ thuật số. Thông tin chi tiết về các thỏa thuận vẫn chưa được công khai, nhưng các chuyên gia cho biết Hiệp định Kinh tế Kỹ thuật số có thể mở đường cho sự hỗ trợ của Trung Quốc để xây dựng mạng 5G tại Việt Nam và đầu tư vào cơ sở hạ tầng dưới biển. Tuy nhiên, một số hạng mục quan trọng lại không được đề cập trong danh sách dài các thỏa thuận đã ký kết. Chẳng hạn, không có thỏa thuận nào được công bố về đất hiếm, mặc dù ông Tập trong một bài giải luận đăng tải trên một tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi hợp tác rộng rãi hơn về các khoáng sản quan trọng. Chuyển đến thông tin về quan hệ Mỹ-Trung Ngày 12 tháng 12, Ngũ Giác Đài cho biết Mỹ đang phối hợp với Bắc Kinh để sắp xếp các cuộc đàm phán quân sự. Người phát ngôn Ngũ Giác Đài Patrick Ryder đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với văn phòng tùy viên quốc phòng và nhóm chính sách của chúng tôi đã phối hợp tích cực với Bắc Kinh để sắp xếp liên lạc. Nhưng một lần nữa, không có gì để công bố vào lúc này. Ngày 12 tháng 12, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan đã cho biết trên tạp chí Forward Ông tin rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt tiến bộ trong liên lạc quân đội và việc này đang đi đúng hướng kể từ khi hội nghị thượng đỉnh giữa ông Biden và ông Tập diễn ra vài tuần trước. Ông Sullivan nói, "Tôi thực sự không coi đó là sự chậm trễ. Tôi nghĩ đây chỉ là việc thực hiện bình thường kết quả hội nghị thượng đỉnh và nó đang tiếp tục như cả hai bên mong đợi nên tôi thấy không có vấn đề gì ở đó. Chúng tôi tin rằng câu hỏi thực sự không phải là liệu nó có bắt đầu được không?" Chúng tôi tin tưởng vào điều đó, câu hỏi thực sự là liệu nó có thể được duy trì qua bất kỳ thăng trầm nào có thể xảy ra trong tương lai hay không. Chính quyền ông Biden từng nói rằng họ muốn có thông tin liên lạc xuyên suốt quân đội hai nước, bao gồm cả các lãnh đạo cấp cao và chỉ huy ở các khu vực địa lý cụ thể. Mối quan hệ giữa hai nước trở nên băng giá sau khi ông Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu bị nghi ngờ là do thám của Trung Quốc bay qua nước Mỹ vào tháng 2 năm nay. Nhưng kể từ đó, các quan chức hàng đầu của chính quyền ông Biden đã đến thăm Bắc Kinh nhiều hơn và gặp gỡ những người đồng cấp Trung Quốc để xây dựng lại liên lạc và niềm tin. Chuyển đến phần tin tức khác. Các nhà phân tích cảnh báo, những cuộc đụng độ cuối tuần trước giữa tàu của Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông gửi đi những tín hiệu đáng lo ngại rằng sự bế tắc giữa hai bên đang trở nên tồi tệ đến mức có thể xảy ra chiến tranh và có khả năng kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Ông Ray Power, giám đốc Sea Light, một dự án tại Trung tâm Đổi mới An ninh Quốc gia Guardian North tại Đại học Stanford, chuyên giám sát các hoạt động hàng hải ở Biển Đông, cho biết chu kỳ leo thang thật đáng lo ngại. Các nhà phân tích mô tả cuộc đụng độ hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 12, trong đó lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã sử dụng vòi rồng để tấn công một tàu Philippines đang vận chuyển hàng tiếp tế cho con tàu bị mắc cạn Sierra Madre. Chuyên gia đánh giá, đây là vụ nghiêm trọng nhất trong bốn vụ đụng độ được công bố vào năm 2023 giữa hai nước này ở vùng biển gần bãi cạn Second Thomas. Ông Powell nói, mặc dù không có báo cáo về thương tích trong vụ đụng độ hôm chủ nhật, nhưng vụ va chạm đã cho thấy thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong chắc chắn có thể xảy ra. Ông nói tiếp, Philippines giống như Nhật Bản và Hàn Quốc có hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ, nếu Philippines có thương vong có thể lực lượng Mỹ sẽ tham gia. Các quan chức Mỹ đã nhiều lần trích dẫn hiệp ước này trong các bài phát biểu công khai về Biển Đông và Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này cũng đã nhắc lại lập trường của Washington sau cuộc đụng độ giữa tàu của Trung Quốc và tàu Philippines. Tuyên bố cho biết, Mỹ sát cánh cùng các đồng minh Philippines của chúng tôi trước những hành động nguy hiểm và bất hợp pháp này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với Washington rằng Mỹ không có tư cách gì trong tranh chấp. Đồng thời Trung Quốc khẳng định không bên thứ ba nào có quyền can thiệp. Ngày 11 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã cáo buộc Philippines vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và gây nguy hiểm cho sự an toàn của tàu và nhân viên Trung Quốc. Đánh giá về phát ngôn của bà Mao Ninh, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh được coi là kẻ xâm lược. Khachuter, cựu giám đốc hoạt động tại trung tâm tình báo chung của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, đã cho biết, Trung Quốc hành động và tự vạch trần họ là kẻ bắt nạt. Các nhà phân tích đều có chung nhìn nhận rằng Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy yêu sách của mình. Ông Colin Cole, nhà nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore, nói với kênh CNN rằng những hành động gần đây dường như cho thấy Trung Quốc đang cố gắng thăm dò những điểm yếu để khai thác và kiểm tra giới hạn xem Washington sẽ đi bao xa đối với đồng minh của mình. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Cole đã cho biết Trung Quốc thậm chí có thể không cần sử dụng vũ khí chăm trọng hiệp ước phòng thủ chung Mỹ Philippines. Ông Eric Scher, một thành viên không thường trú tại viện doanh nghiệp Mỹ, đã viết trên mạng xã hội X rằng Washington cần theo sát hành động leo thang của Bắc Kinh. Ông viết: Trung Quốc dự đoán chúng tôi sẽ không làm như vậy vì phần lớn chúng tôi đã không hành động quá khích trong 13 năm qua kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu những loại hành vi hung hăng. Ông nói tiếp. Bắc Kinh sẽ không tránh leo thang trừ khi Mỹ điều động lực lượng vào vị trí và sẵn sàng khai hỏa. Ông Sayer cảnh báo Washington không thể đánh mất tầm quan trọng trong việc hỗ trợ Manila ngay cả khi thế giới đang phải đối mặt với các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza đang làm Mỹ phân tâm. Ông Sayer cho biết thêm, Mỹ cần chứng minh rằng châu Á là ưu tiên hàng đầu cùng với châu Âu và Trung Đông. Chuyển đến phần thông tin khác, Ngày 13 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đe dọa Triều Tiên sẽ đối mặt với địa ngục hủy diệt nếu nước này có hành động liều lĩnh gây tổn hại đến hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết, Triều Tiên chỉ có hai lựa chọn, hòa bình hoặc hủy diệt. Nếu Triều Tiên thực hiện những hành động liều lĩnh gây tổn hại đến hòa bình, chỉ có địa ngục hủy diệt đang chờ đợi họ. Phát ngôn này được đưa ra trong cuộc họp của các chỉ huy quân sự hàng đầu của Hàn Quốc, chưa đầy một tuần sau khi ông Shin đến thăm bộ chỉ huy tên lửa của miền Nam. Ông Shin cho biết đây là cơ quan có nhiệm vụ tấn công chí mạng vào tim và đầu của kẻ thù trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trong cuộc gặp với các chỉ huy, Bộ trưởng Shin đã vạch ra các bước mà quân đội Hàn Quốc đang thực hiện để tăng cường năng lực của mình. Những biện pháp này bao gồm Phóng vệ tinh, cải thiện phúc lợi cho binh lính và tăng cường đáng kể hệ thống phòng thủ ba trục của miền Nam được thiết kế để chống lại các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên, bao gồm cả các kế hoạch chiến tranh kêu gọi tấn công phủ đầu nếu cần thiết. Tuần trước, các cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau tại Seoul, nhất trí về các sáng kiến mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa của Triều Tiên trong không gian mạng, từ lạm dụng tiền điện tử đến phóng vệ tinh vào không gian ngày 15 tháng 12 tới, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về răn đe hạt nhân như một phần trong cam kết của Washington nhằm giúp Seoul hiểu rõ hơn về kế hoạch của mình trong trường hợp xảy ra xung đột với Triều Tiên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà du long của Tâm Xuân. Trà có vị chát bùi đậm sâu nước trong và thơm. Trà sạch Thái Nguyên được trồng trên những vạt đồi đã được cải tạo đất, bảo đảm an lành và đậm đà hương vị. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573 khi cập gian hàng tại địa chỉ dkn.tv/tra1 hoặc quét mã QR. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, bản tin quốc tế của DKN xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về các video mới nhất của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Xin thân ái, chào tạm biệt.